Top 9 nhận định liên hệ mở rộng cho tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. 1. Đọc Người lái đò sông Đà, chúng ta hiểu rất rõ về sự tự do của người tài hoa sáng tạo trong một tác phẩm với một loạt nghệ thuật ngôn từ được sử dụng. Có lúc căng thẳng, có lúc mềm mại, có lúc nghiêm nghị, có lúc hồn nhiên như trẻ thơ. Trang văn câu văn của Nguyễn Tuân mang hơi thở ấm áp của cuộc sống vốn phức tạp, phong phú và đa dạng. Lòng tự trọng sâu sắc về tài năng của bản thân không phải là một biểu hiện tiêu cực, mà ngược lại, nó giải phóng nguồn năng lượng rất cần thiết để nhà văn sáng tạo nên những tác phẩm lớn, theo Phan Huy Đông. 2. Nguyễn Tuân, nhà văn luôn khao khát những cảm xúc mới, nồng nàn say đắm. Nguyễn Tuân tạo ra sông Đà không phải là vô tri vô giác, mà là một bản thể có hành động, cá tính, tính cách và cảm xúc hẳn hoi và phức tạp. Nó có hai dòng tương phản, như tác giả nói, dữ dội và trữ tình. Có lúc trang nghiêm và cổ kính, có lúc vui tươi, có lúc thoáng đãng du dương, có lúc xô bồ như kẻ say, nhưng luôn rất tài hoa, theo giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh. 3. Đó là tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ sáng tác của Nguyễn Tuân sau Cách mạng tháng 8. Nó nói rằng cây bút đã đạt đến một sự trưởng thành mới về tư tưởng và nghệ thuật, theo giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh. 4. Đọc Sông Đà, bạn sẽ thấy đất nước ta thật giàu đẹp. Nói riêng, Than Uyên đã có mỏ xi măng tự nhiên, mỏ thạch anh để làm thủy tinh và sứ óng ánh, mỏ lộ thiên, pha lê, đồng trì. Tây Bắc cảnh đẹp, cảm hứng nổi khắp nơi, giống như họa sĩ muốn nối dã vẽ để vẽ. Núi rộng như biển, sông trắng như xúc lụa tung chai ra, những cánh đồng lúa chín vàng nâu, những đám mây trắng bồng bềnh như thêu dệt. Nhưng sông Đà không chỉ nói về vẻ đẹp tự nhiên của lòng người, mà tác giả gọi nó là chất vàng của tâm hồn con người. Ông về với lịch sử để tìm chất vàng ở những chiến sĩ cách mạng kiên trung, noi gương Sơn La bất khuất, ở những cán bộ hoạt động bí mật trong thời địch đánh phá ở Tây Bắc, những người đã vượt qua thử thách nghiệt ngã để đánh giặc, theo Nguyễn Đăng Mạnh. 5. Chỉ những ai thích suy tư, đọc Nguyễn Tuân mới thấy thú vị, vì văn Nguyễn Tuân không nên là một đề tài để người nông nổi có thể thưởng thức, theo Vũ Ngọc Phan. 6. Đây là nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp, cái chân thực, theo Nguyễn Đình Thi, tự nhận mình là người sinh ra để tôn thờ nghệ thuật. 7. Có khi nó cổ kính, có khi nó đùa giỡn trong vòng, có khi nó tối tăm, có khi nó bối rối như say rượu bỏ đi, nó đáng khinh nhưng bao giờ cũng rất tài hoa, theo Nguyễn Đăng Mạnh. 8. Một số tác phẩm gần như đạt đến độ hoàn hảo này, theo Vũ Ngọc Phan, đã giúp cho sự phát triển của nghệ thuật văn xuôi Việt Nam tiến lên một bước mới trên con đường hiện đại hóa. Tác phẩm Vang bóng một thời miêu tả đặc sắc cái đẹp từ thời phong kiến sa sút, khi có ông Nghề, ông Cống, ông Tố thích chơi lan, thích chơi thơ hay uống trà. Vang bóng một thời vì thế có thể coi là một bảo tàng lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 9. Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh nhận xét, tinh túy trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân có thể tóm gọn trong một chữ ngông, vừa mang màu sắc cổ điển, vừa kế thừa truyền thống của những tài hoa bất kiệt Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản Đà, và trực tiếp hơn là Tú Lan, một nhà văn xuất thân mang diện mạo hiện đại, vừa chịu ảnh hưởng của những hệ thống triết học nổi loạn của xã hội tư sản phương Tây như triết học, thuyết siêu nhiên, quan niệm về con người thượng đẳng, chủ nghĩa hiện sinh. Hết. Chúc các em ôn thi thật tốt và đạt kết quả cao.